26. Phẩm huyễn dụ, bấy giờ trời đế thích nghĩ. Nếu Đại Bồ Tát nào tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì còn hơn tất cả loài hữu tình, huống là đạt được quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nếu các hữu tình nào nghe thuyết về danh tự của trí nhất thiết trí càng tin hiểu, thì còn được lợi lành trong loài người và được đời sống tối thắng ở thế gian, huống là phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, hoặc thường lắng nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Nếu các hữu tình nào thường phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, lắng nghe kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì các hữu tình khác nên nguyện ưa thích công đức đạt được, thế gian, trời, người, A Tố Lạc, vân vân hoàn toàn không thể sánh kịp. Khi ấy, Thế Tôn biết tâm niệm của trời Đế Thích, nên bảo trời Đế Thích: đúng như vậy, như điều ông nghĩ. Bấy giờ trời Đế Thích vui mừng hớn hở, hóa làm hương hoa mầu nhiệm trên cõi trời, dâng lên Đức Như Lai và các Bồ Tát, dâng hoa xong phát nguyện: các thiện nam tử Bồ Tát thừa vân vân nào, cầu đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thì xin đem công đức căn lành đã phát của tôi, làm cho tâm nguyện đạt công đức thù thắng của người kia mau được viên mãn, làm cho sự cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của người kia mau được viên mãn, làm cho sự cầu các pháp tương ưng với trí nhất thiết trí của người kia mau được viên mãn, làm cho sự cầu tự nhiên, nhân và pháp mau được viên mãn, làm cho sự cầu thánh pháp vô lậu của người kia mau được viên mãn, làm cho tất cả sự muốn nghe pháp của người kia đều được như ý. Nếu người nào cầu thanh văn độc giác thừa, thì cũng làm cho sở nguyện của họ mau đầy đủ